Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Và lời nói đầu tiên, xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời, tuổi Bính Thân sinh năm 1956, nữ mạng. Nhìn chung, nữ tuổi này có cuộc đời tương đối suôn sẻ, khi sinh ra có một chỗ dựa khá vững chắc đến từ gia đình. Họ có tính cách tương đối mạnh mẽ, độc lập và tự chủ. Để hiểu rõ hơn về cuộc đời của nữ bản mệnh này, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem nội dung chi tiết và từ đó thì chúng ta sẽ có sự chiêm nghiệm cho bản thân mình quý vị nhé. Các gia chủ nữ mạng Bính Thân sinh năm 1956 có cung mệnh thuộc cung Khôn, mạng Sơn hạ hỏa, lửa dưới núi, xương con khỉ, tướng tinh con quạ, bà Phật Quan Âm độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm về tử vi cuộc đời nữ mạng tuổi Bính Thân sinh năm 1956 thông qua bài thơ sau. Bính Thân mạng hỏa cung Khôn, lửa ở dưới núi cháy lan đỏ trời. Tuổi sinh xuân hạ gặp thời, giàu nghèo cũng đặng, an nơi thanh nhàn. Thu đông lỗi số chẳng an, có của chẳng hưởng, số nàng cực thân. Số cô cực khổ quá tay, thuận sinh thông thả, thuận hòa lứa đôi. Số trời định xuống an bày, tài ba cho lắm, chẳng qua số phần. Cuộc đời tài sắc phong danh, đến khi vận mới hoàng làm nên. Số người có của giúp thương, đắc tài hữu lộc, phải ngoài 30. Tổng quan, cuộc đời của những người tuổi này gặp nhiều hay đẹp, được hưởng phúc phần, nên công danh sự nghiệp nhanh chóng được tạo dựng, gặp nhiều thuận lợi vào tiền vận. Sang trung vận, tài lộc dồi dào, đến hậu vận, được hưởng an nhàn. Số hưởng thọ của những người tuổi Thân nữ mạng là từ 76 tuổi đến 82 tuổi. Nếu ai tốt số, làm nhiều việc thiện, tích phúc, tích đức, niên kỷ sẽ được gia tăng. Tình duyên, đối với những người tuổi này mà sinh vào các tháng 3, 8 và 10 âm lịch thì cuộc đời ắt phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên. Tình duyên sẽ thay đổi 2 lần trong cuộc đời khi bạn sinh vào các tháng 2, 4, 7, 9 và 11 âm lịch. Còn nếu bạn sinh vào các tháng 1, 5, 6 và 12 âm lịch thì không có sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên của bạn. Vợ chồng sẽ chung sống hạnh phúc đến cuối đời. Gia đạo công danh. Gia đạo êm ấm, yên vui cả cuộc đời, công danh gặp nhiều may mắn, thuận lợi và đỉnh cao ở trung vận. Sự nghiệp sẽ vẹn toàn vào năm 34 tuổi, tài lộc dồi dào, có của ăn của để. Vận trình gia đạo tài vận được vẹn cả đuôi đường, nữ chủ sinh năm 1956 nên thỉnh vòng tay tam hợp, Thân, Tí, Thìn để hỗ trợ cho mình. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với 3 viên đá mã não màu đỏ khắc hình 3 linh vật Thân, Tí, Thìn mang năng lượng hội tụ, chiêu đón quý nhân, tiền tài cho thân chủ. Đồng thời nhờ sức mạnh của tam hợp quý thần sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ gia đình, gia đạo, từ đó yên ấm, bình an. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long, Thân, Tí, Thìn cũng phải được hướng dẫn khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để phát huy tốt nhất công năng, tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Tuổi hợp làm ăn. Chuyện làm ăn sẽ thuận buồm xuôi gió, thu về nhiều thắng lợi, không bị lo thua lỗ thất bại khi bạn cộng tác với những tuổi hợp với mình về đường tài lộc, đó là Đinh Dậu, Canh Tí và Quý Mão. Lựa chọn vợ chồng. Các tuổi hợp với bạn cả về tình duyên và tài lộc là Đinh Dậu, Canh Tí, Quý Mão, Ất Tỵ, Quý Tỵ và Giáp Ngọ. Khi nên duyên vợ chồng với những tuổi này, gia đình bạn sẽ vô cùng hạnh phúc, công việc làm ăn tốt đẹp, tiền tài, dư giả. Tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng, nhưng cuộc sống chỉ ở mức bình thường khi bạn kết duyên với những người chỉ hợp về tình duyên mà không hợp về đường tài lộc, đó là các tuổi Bính Thân và Nhâm Dần. Còn nếu bạn kết duyên với các tuổi Mậu Tuất, Giáp Thìn, Nhâm Thìn thì bạn sẽ phải trải qua một cuộc đời vất vả, nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng vì đây là những tuổi không hợp với bạn về đường tình duyên và tài lộc. Vào các năm xung khắc trong đường tình duyên 24, 27, 29 và 34 tuổi, bạn không nên kết hôn nếu bạn gặp phải nhiều trắc trở trong cuộc sống và chuyện hôn nhân. Tuổi Đại Kỵ, Kỷ Hợi, Tân Sửu, Đinh Mùi, Tân Hợi, Quý Sửu, Ất Mùi và Kỷ Sửu là những tuổi đại kỵ cho tuổi Bính Thân nữ mạng. Khi kết hợp với những tuổi này, công việc làm ăn của bạn sẽ gặp thua lỗ, thất bại, chuyện tình duyên dang dở. Nếu vẫn muốn nên duyên vợ chồng với những tuổi trên thì bạn không được tổ chức linh đình mà chỉ nên làm mâm cơm cúng gia tộc gia tiên để được chứng giám, sẽ có cơ may chung sống đến trọn đời. Còn trong chuyện làm ăn hay gia đạo thì các bạn nên thành tâm cúng sao giải hạn theo từng năm, bạn sẽ được giảm bớt. Vào năm khó khăn nhất,
Vào các năm 21, 23, 27 và 33 tuổi, bạn sẽ phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc đời của mình. Những ý tưởng đột phá nảy sinh thì bạn cũng không nên thực hiện vào những năm này, vừa không thu được kết quả lại phí hoài công sức, số tiền bạn đã bỏ ra. Bạn cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe và cẩn trọng trong mọi công việc. Ngoài những năm tuổi kể trên, xét gần nhất trong năm nay, bản mệnh cũng cần chú ý do phạm phải hạn tam tai. Tam tai là kiếp nạn 3 năm liên tiếp, tam là 3, còn tai nghĩa là tai họa. Và cứ sau 12 năm, mỗi tuổi sẽ gặp một nạn tam tai. Nó cứ tiếp diễn như vậy suốt cuộc đời. Bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều xui xẻo, khó khăn bộn bề như tâm trí bất an, tính tình nóng nảy thất thường, tiền bạc hao tốn, dễ mất do trộm cắp. Trong anh em thân tộc họ hàng có chuyện buồn, tang thương, đi lại dễ gặp khó khăn, tai nạn và bất trắc. Dễ bị thương tích, ốm đau, bệnh tật, dễ gặp tai tiếng, thị phi, dễ dính vào kiện tụng, pháp luật. Để bản mệnh có thể vượt qua năm đầu tam tai bình yên, quý gia chủ Bính Thân nữ mạng sinh năm 1956 nên giữ tâm thái bình tĩnh, tránh khinh suất trong xử lý mọi việc. Bên cạnh đó có thể mang theo bên mình pháp khí phong thủy của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để tiêu trừ vận xấu. Cùng với đó là những ý nghĩa phong thủy khác nhau trong lối thiết kế được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào, cụ thể như sau. Mặt trước là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật với những ý nghĩa lớn. Bánh xe pháp luân tượng trưng cho sự luân hồi, luân chuyển, không ngừng nghỉ. Bảo bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công viên mãn cho gia chủ sử dụng. Thắng phan, vật dụng xa xưa của tầng lớp, vua quan, tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Bảo cái, đây là biểu tượng cho sự quý nhân, sự phú quý. Pháp loa, biểu tượng của trí tuệ và giáo lý trong kinh Phật. Vô tận kết bồ là sợi dây với những kết nối chặt chẽ, giúp các tuổi thêm quan hệ bền chặt và vững chãi. Bạch liên hoa, tượng trưng cho bản tính thanh tịnh, giúp người sử dụng gia trì công đức. Song ngư, biểu tượng cho sự hòa hợp, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên, địa và nhân. Và trong cùng, khắc bộ lục tự đại minh chú, Om Mani Padme Hum, là câu chuyện có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi để mang lại bình an, may mắn, cát lành cho người sử dụng. Mặt sau được in toàn bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn nói về trí tuệ, kèm theo là những chạm khắc tinh tế hình ảnh đài sen, là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát, mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, chiêu cầu phúc khí. Trên cùng là một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh, sức sống mãnh liệt, thuần khiết và trong sáng. Sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh để tiêu trừ bệnh tật, kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh, mang lại sức khỏe dồi dào cho gia chủ. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên quý gia chủ quan tâm có thể hữu duyên thỉnh để cảm nhận sự linh ứng và hiệu nghiệm. Tuy nhiên bản mệnh vẫn nên nhớ rằng cách hóa giải quan trọng nhất là ăn ở hiền lành, sống lương thiện, làm nhiều việc tốt, chuyện xấu sẽ tự lánh xa. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, ngày lẻ, tháng lẻ và giờ lẻ là thời điểm hoàng đạo cho những người tuổi Bính Thân nữ mạng xuất hành. Mọi công việc sẽ trôi chảy, không có bất cứ trở ngại nào, thành quả thu được ngoài sự mong đợi. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, vào các năm này, nhiều chuyện không vui sẽ xảy đến với bạn. Cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe để vượt qua những khó khăn, thử thách, để tránh những lo âu phiền não và kéo bạn xuống vực sâu. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, nhiều sự hay đẹp sẽ đến với bạn vào những năm này để bù đắp cho những khó khăn mà bạn đã phải trải qua ở khoảng thời gian trước đó. Bạn cần chú ý hơn đến những phát ngôn của mình, kẻo rước họa vào thân, đừng vì chút thắng lợi nhỏ mà kiêu căng tự phụ sẽ phá hỏng hết những dự định mà bạn muốn gây dựng. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, vào các năm này, vận may sẽ song hành với bạn để giúp bạn vượt qua những khó khăn trở ngại và thu về thành công rực rỡ. Hãy tự tin chiến đấu, những điều tốt đẹp đang chờ đợi bạn ở phía sau. Từ 36 tuổi đến năm 40 tuổi, bạn có nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi trong chuyện tình cảm và cuộc sống. Bạn tận dụng triệt để chúng, bạn sẽ đạt đến đỉnh cao trong cuộc đời, gia đình hạnh phúc, tiền bạc, dư thừa.
từ năm 41 đến năm 45 tuổi. Vào những năm này, mọi việc đều ổn định, không có gì bất thường, tài lộc ở mức vừa phải, gia đạo ấm êm. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, mọi thứ dường như lắng xuống vào thời gian này, chỉ có sự thay đổi ít nhiều trong gia đạo. Sức khỏe của bạn vào những năm này không được tốt nên hạn chế xuất hành đi xa. Thưa quý vị, dựa trên số tử vi, mặc dù không thể khẳng định chính xác hoàn toàn 100%, nhưng tới 90% là đúng, cũng giúp phần nào giúp cho quý bạn chủ động hơn về cuộc sống của chính mình. Và nếu quý vị gia chủ muốn nghe thêm các chủ đề liên quan thì hãy đăng ký ủng hộ cho Phong Thủy Gia Cát để có thêm nhiều thông tin hữu ích. Chúc quý vị gia chủ an khang thịnh vượng, vạn sự an nhiên. Xin mến chào và hẹn gặp lại!